đây là vùng mã quầy. Mọi người có thể cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? À, hôm nay con đến đây với ai nào? Đến đây với gia đình con, bố con, mẹ con, bà và em con. Wow. Cảm ơn con rất nhiều. Bây giờ mình chưa có cái chỗ chim không? Vâng, tác phẩm From You do bé Nam vừa thể hiện cũng đã gợi nhớ lại tuổi thơ của rất nhiều về tuổi thơ của chúng ta trong mỗi chúng ta ở đây, đúng không ạ? Hẳn là mọi người ai đã cũng từng nghe các bài này rồi, rất là nổi tiếng.